Chiều qua, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi làm việc của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện công tác giám sát tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường. Theo báo cáo, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường Hòa Hải đến ngày 10 tháng 5 đạt hơn 8,3 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch giao. Ủy ban nhân dân phường đã tập trung làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ giảm nghèo bền vững thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo đề án phân cấp ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2026. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận các ý kiến đề xuất của Ủy ban Nhân dân phường, đồng thời đề nghị địa phương cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chú trọng cải cách hành chính và chuyển đổi số, nghiên cứu phát huy lợi thế làng nghề đá mỹ nghệ non nước hình thành sản phẩm ô cốp đặc trưng đối với các kiến nghị về các công trình thiết chế văn hóa và y tế đoàn giám sát sẽ đề nghị ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo ủy ban nhân dân quận và các đơn vị liên quan kiểm tra về chủ trương trong đó lưu ý đến sự cần thiết quy mô đầu tư nguồn lực công tác quản lý khai thác đảm bảo hiệu quả tránh lãng phí